Xin kính chào các thượng đế. Buổi chiều muộn ngày hôm nay, phá chiếc âm ly của hãng Aiwa, âm ly dàn đại. Âm ly này bữa trước mình có một cái video mình chia sẻ rồi. Âm ly vẫn đang hoạt động bình thường nhưng mà nó nói có một bên thôi, nó nói có một kênh thôi, thì chắc là IC công suất là ra đi rồi nhá. Thế mà ra đi vào hồi nào, giờ nào, giờ xấu hay giờ đẹp thì mình cũng không biết nên không báo cáo được. Video trước mình cũng giới thiệu rồi, không có thượng đế nào Trần Văn Chốt cả. Video ngày hôm nay phá luôn ra cho nó rộng nhà nhá. Đấy, thì phá ra thì lấy được cái gì? Lấy được cũng biến áp nguồn. Thế còn linh phụ kiện ở trong này, linh phụ kiện ở trong này thì phan đình đáp nhá, phan đình đáp. Đấy, đây kể cả cái nguồn bé này cũng vậy, phan đình đáp luôn, phan đình đáp luôn. Nguồn này để cấp cho CPU đấy, đấy nguồn trước. Đấy, có 5V đấy để đóng giờ le đấy nhá. Tại vì cái âm ly này nguồn điện tử, gọi nguồn, nguồn mềm nhá. Đấy, thì nó phải có nguồn 5V để cấp cho CPU. Đấy, thì những cái linh phụ kiện ở trong này chả dùng được cái gì cả, phan đình đáp luôn. Thì có dùng được cái cục biến áp nguồn. Biến áp nguồn này vào là 220V, vào là 220V. Ra đây chắc mình đoán chắc sẽ có đường 5V hoặc là 9V, 12V, thậm chí là nó còn lên đến cái con IC đây, con IC STK41 4182 này, đây con IC công suất này, STK4182 này. Mình cũng không nhớ là nó chạy bao nhiêu volt nữa, thế nhưng mà có thượng đế nào Trần Văn Chốt thì mình cho nó ăn điện, mình kiểm tra điện áp ra của nó. Nhờ ở đây nó ra rất chi là nhiều mức điện áp. Ra nhiều mức điện áp lắm đây, mức điện áp ra này. Đấy, nhiều lắm. Nguồn Nhật nhá. Nguồn này là nguồn ở cái âm ly này phá ra luôn. Nguồn này thì thôi khỏi về bản. Nguồn này về độ chế này nọ, cái lọ cái chai thì đúng là châm hết luôn. Đấy. Trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thấp không thể rẻ hơn 100.000 đồng, 100.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển nha. Đấy, nguồn ở cái âm ly này khá ra chứ không phải là nguồn ở cái này cái nọ, hàng xịn luôn nha, 100.000 đồng. Thế còn ở đây cái thớt radio, cái thớt này vẫn chạy bình thường nha, thớt này vẫn chạy bình thường. Đấy, bắt băng sóng FM thôi chứ AM không bắt được nha. 50.000 đồng, làm chai nút là chuối uống, 50.000 đồng vẫn phải bọc ni lông đóng vào thùng xốp nha. Thì mình sẽ có cái thiết bị khác để mình test cho các đồng chí. Đấy, chứ không phải là cứ để như thế này mà bán đi. Đã bỏ nó bắt được là bắt được nhá, sẽ test đàng hoàng cẩn thận. Đấy. Thôi thế ngắn gọn như vậy thôi. Thế còn cái đây. Cái đài này nó bốc mùi ở bên trong này, chắc là có dán này dán nọ nó vào bên trong, nó làm những cái chuyện đồi bại ở bên trong này. Thế nên là nó phát ra những cái mùi rất chi là lạ nhá, thậm chí coi như kể cả cái con tí nó có khi nó cũng chui vào trong này, cũng chẳng biết lối nào một lần được, nhưng nó phát ra cái mùi lạ lắm. Nên là buổi chiều ngày hôm nay bây giờ cũng quyết định phá ra luôn chứ để ở trong nhà nó có mùi này mùi nọ ghê lắm nhá, dẫn hết cả tóc gáy lên. Cái đôi loa này đang nói rất chi là tốt. Có thượng đế nào Trần Văn Chốt về lau dọn lại. Đấy, mình sẽ tháo ra mình kiểm tra. Nếu mà loa zin thế còn vỏ thì không có bị vỡ nứt gì cả. Các thượng đế về sơn lại rồi là tự vệ sinh này nọ thì mình gửi tới các thượng đế với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, 400.000 đồng cho một đôi loa như này nhá. 400.000 đồng vẫn phải bọc ni lông đóng vào thùng xốp mới đét đèn đẹp, tính ra thì chỉ còn có 350, tại vì 50.000 tiền thùng xốp nhá. 400.000 đồng đôi loa này, đôi loa đài Sony CFS710SC. Thôi thế xin phép dừng video ở đây, trân trọng cảm ơn các đồng chí, thân ái chào tạm biệt. Xin chào.